tiền. Thì tôi hiểu như vậy, nhưng mà thôi cái nãy, của bà tới đó tôi đã hết rồi. Hồi nãy tâm sự hỏi đàng hoàng, hỏi là trong tôi muốn là thế gian họ nói câu đó, phàm sự lưu nhân tình, vị lai bất tương kiến, là ở đời á là con người phàm ở đời đó phải lưu là cái tình người, đừng có vị lai không có giờ mặt nhau. Thành ra tôi hỏi thật sự là cô phải trả lời chân thành là thời gian của ở đây tôi có một cái điều gì làm cho cô buồn không, là một. Thứ hai nữa là có lời nào mà xúc phạm đến bà hay là có cái nặng nhẹ bà, nó giống như bà làm bà, tôi có sai biểu bà khẳng định đó, có ông đang nghe đó, bà nói là trời ơi, khẳng định gì, thầy lo cho tôi ngày ba bữa cơm, cảm ơn thầy à, còn không hết nữa. Không thì bà lấy, ông lấy đi, bà lấy, lấy, lấy. Chuối nướng, chuối nướng, chuối Hawaii á. Ở đây thầy lo nấu chứ không có cho tôi nấu nữa, không có cho tôi làm gì hết á. Nó sợ tôi té, nói nào ngay, con tôi nó chưa có được lo tôi như vậy nữa. Mà lại đây ở nhờ thầy, thầy không cho tôi làm gì hết. Tôi sướng còn gì nữa thầy. Thiệt. Anh duyên cái phước hết rồi. Dạ, dạ, dạ. Cái này là cũng tới đây hết. Không, rồi. Nhưng mà không phải hết. Bởi vì mình cũng không trách được cái tình mẹ con. Dạ. Bây giờ bà phải đi như vậy để hai mẹ con mới hùng do mướn một cái phòng. Tôi nhìn thấy ở. Ừ. Mình hiểu về đời lắm. Phải thương thương nhưng mà không có nói được. Cái tình mẹ con lúc nào nó cũng là hơn. Ông thấy không? Và cái bài hát lên đây á, trái nhà hàng xóm thì bằng chân như vậy, nhưng mà cứ nghĩa là cái nhà hàng xóm trái mình không có lo, mà nhà mình á là mình coi như là mình phải lo. Bởi vì ông cũng vậy, ông cũng có con ruột, ông có đẻ con, ông không hiểu đâu. Hồi này nói thiệt chứ không phải nói, bởi vì người có con mới hiểu. Trò thì được hơn ông là bây giờ là có đệ tử, mình mới hiểu. Nói chung không có một cái đệ tử trong đạo. Nói đi nói mình nói cho giữ chứ cái gì con của mình, của mình á mình thương à. Dù nó ngỗ nghịch, nó vô nghề, nó cái gì đi nữa cũng nghĩ của mình hết á. Nó khổ đó mới quyến liến, mới gọi là thê thằng tử phượt là vậy, nó sợi dây á. Chứ thằng là sợi dây á. Bây giờ nói chứ giờ bà cụ đâu có bỏ được. Dù nó ngỗ nghịch cỡ nào hay nó cỡ nào, giống như cái nợ rồi, mình tạo nó ra là một cái nợ rồi, cô thấy không? Mà bây giờ cái nợ rồi thì bây giờ đâu trả chưa có hết thì nó đòi hoài à. Cái này nói thật, không muốn trả cũng phải trả. Tại vì cái người đời họ không biết, họ nhìn là đây là con ta, đây là cháu ta, đây cái gì cũng ta, nhưng mà thật sự có biết đâu. Biết kiếp này nó là con mình, nhưng mà kiếp trước nó là quan trái với mình mắc nợ nó. Giờ nó phải mượn mình, nó sanh, mình sanh nó ra để mình trả nợ nó. Bởi người xưa nói câu á, tiền cừu hậu hận khó quên, một bên lên trả, một bên theo đòi. Lên sanh lên cuộc đời này đó là do tiền cừu hậu hận, một bên lên trả, một bên theo đòi à. Nó biết ăn đâu. Chuối này ngọt hả thầy? Chuối Hawaii nè. Ngọt quá. Còn mình sơ sơ là trung thành nhất. Sơ sơ. Ủa cũng có ăn đó hả? Không ăn. Không ăn. Ăn cơm cơ. Còn mình thôi. Anh lạnh đó, nó đi lạnh rồi. Anh đi coi. Còn mình đó, không biết hôm qua đi đâu á, mình á con gì đó xịt đó. Nó cắn nó ngứa quá, rồi ngứa tắm hai lần mà vẫn ngứa. Cái mấy lấy lotion á, tha cho nó, rồi cạo cái lông ở chỗ đó, đằng cho xích dầu nó. Vậy mà nó nằm im re à nha. Coi như biết thân phận dữ lắm. Khi đau, khi bệnh, nó ngay á, nó khô mà không biết nó làm sao, nó tự nó cứu nó nha. Sáng nào á, là tôi chưa mở cửa, tôi đem nấu nước ra, ông tới uống á, là nó hứ rồi. Đặc chi nó ra, nó nằm cái này nè, nắng. Sáng phơi nắng, chiều phơi nắng, nó biết cái trị bệnh cho nó, sáng phơi nắng, chiều phơi nắng nha. Rồi á, rồi nó thể dục nữa. Nó không có thể dục như mình, nhưng mà nó ẹo, tới nó ẹo luôn rồi, nó làm nè. Là cháu Pháp này khùng lắm. Rồi không á, khi nào mà cái bụng nó khó chịu á, là nó tự động nó đi kiếm cỏ nó ăn.
nó ăn được cho nó mửa ra. Rồi bữa nào mà tôi để ý nghe mà bà cho nó ăn, không có cho đồ gì mà nó ăn đồ khô mà nó đi đại tiện không khó khăn á, là kêu bằng nó phải làm sao á, nó tự nó đi kiếm thuốc nó uống á, kiếm nước kiếm thuốc thì nó khôn lắm. Không tớ nhớ hồi đó cũng nuôi chó Nhật, nhưng nó màu trắng á thầy, tại nó trộm cắp sáng đó, hồi nãy á, hồi nãy tôi ở trong phòng cái bày đặt đi vô ông biết không, nó làm bộ lau phòng, nó lấy lưỡi nó liếm lau phòng, chỉ một lau một mình phòng tôi thôi mà ai mửa, mà nó lau nó phải cho mình thấy, nó làm rẹt, nó cười lắm kìa. Rồi định dữ lắm, định ăn hả trời ơi, Chúa bây giờ biết ăn nữa trời đó. Đó. Cái gì cũng ăn hết trơn, thôi chết rồi. Cái cô nướng vậy nó mới cho đi chứ chú tươi nó không cho đi. Thế à? một lu cốc ở dưới luôn á, cốc á, trái cốc á, trái cốc á, tôi cốc cam mà nó bắt phải gọt nó mới cho đi, là cái cổ mấy cô mới để muối vô, nó mặn quá rồi tôi xả muối, tôi mới nấu nước đường á, ngâm vô mới ngâm qua một hũ bự chảng á, ăn từ từ. Ủa con mua cho tròm ba cái bịch mì căng á, mì căng cục này, bằng trong tủ lạnh ấy, tủ đá đó. Chứ đừng mì căng dài nó dai thế nào, mì căng Việt Nam á, chứ hộp xả. Hộp xả nữa hả? Ừ. Hộp xả nữa hả? Người ăn xả dữ lắm. Ăn xả nó tốt, nó không có bệnh, đỡ bệnh. Thế hả? Chứ còn đây thầy đồng nhiều lắm mà sao thầy không ăn? Chết láng hết, đang là còn đâu mà. Là chết rồi hả? Con thấy nó lên mà. Trời lạnh mà. Cái lạnh đâu lên nổi đâu, chết láng hết trơn rồi. Chưa lên nổi. Xả mà còn chết, ông thủy còn gì sống nổi. Năm nay trời trồng biết bao nhiêu cái mà chết hết rồi. Trồng hà không dám ăn. Thì đấy con thấy đâu với anh đâu, trồng anh thằng kia này còn quang nó sạch, ở đâu cũng ăn được đâu thầy. Không có, mình nói quang không ăn gì nữa. Thế hả? Ừ. Tại vì ông mua hãng sao quét á. Vâng, nếu mà thấy được thì thầy trồng. Điện thoại của bà phải. Phải không? Ông nói. Ông đang nói chuyện quay không chùm. Nó đang nói chuyện à, mà bà thấy tôi sao không với ông Đa không? Cũng tiền bạc cũng rõ ràng đó. Cái nào ông cúng là ông cúng, cái nào mượn là mượn mua là phải trả tiền đàng hoàng vậy đó, thấy không? Tài chánh phân minh thị trượng phu, chứ không phải mà lợi dụng à. Cục nó ăn hết rồi kìa. Ông ăn nữa đi. Thôi con thôi. Con đi cho nó mà sao. Nó thì thèm nó cái hồi nó còn chắp môi gì lại. Ai à? Khánh hả? Mới kêu má hả? Tôi hả? Chị ở đâu? Lại chưa? Tới rồi nè. Đâu? Đau quẹo đi. Rồi đi bà ra, đi bà ra bà dẫn đồ đi. Vậy. Mày ấy con xanh phủ đâu không? Chị chở cái đi bác sĩ nấu đi đó. Đi hả? Rồi đi ra. Ừ, hẹn lắp trước đâu. Đấy rồi. Chúa mà chèo. Đó. Lắm cắm rồi đó. Lắp ra chứ lắp đi. Ở lại ha. Chơi. Không sát bên thì Rinh bỏ xe xong hà. Dạ. Nay ngày tốt ngày dọn đi luôn cho nó lấy ngày rằm cho đẹp. Đang cho nó sáng. Đưa tôi đi bác sĩ đánh. Bác sĩ tới 2 giờ lận. Giờ. Nhưng mà nhớ đi lại nhà người ta là lấy cái bình sữa ra. Bình sữa tôi mới mua cho bà mới uống 2 ngày. Lấy mấy cái hộp nuôi của bà ra bỏ vô tủ lạnh. Dạ. Rồi lấy cái mấy cái đồ của bà đó tôi để rõ ràng đó. Đó. Nước trà. Vậy là xong nghe, tiền bạc là xong nghe. Là tôi không lấy điện lấy đài gì luôn nghe. Cứ để tiền đó. Rồi lo mới đi, trời ơi, một lần dọn nhà là cực khổ lắm cụ ơi. Đi đi, đó, rồi ra lại đồ vô đi, con đang không phụ đó. Có muốn ăn gì cứ gọi, củi đâu nữa.
Dạ không cô ơi, tội nghiệp bi qua bệnh nó thiếu kém lắm cô à. Tôi gom những cái không có, đừng có ngại, tôi ít ăn mì lắm gì đó, mấy cái sữa bình sữa rồi của bà đã bỏ vô tủ lạnh nha, chuẩn bị tôi cà phê rồi cũng đem theo, mới mua tốn lắm, không sao tội nghiệp. Rồi tôi mới vừa gửi tiền hết lại cho cụ rồi đó nghe. Dạ tôi không có lấy điện nước gì cụ trả không, tôi không lấy không không ở không 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 với quán không. Cụ là tình nghĩa là tôi hỏi đàng hoàng đó, cụ không có buồn gì tôi. Ở đây là đối tôi cung kính đàng hoàng, tôi không có làm gì cụ buồn. Chỉ có ai mà cạch trớn thì tôi làm thôi, cụ với tôi. Rồi thôi. Rồi khi nào á, ngày trai á, thì với cụ có điện thoại, tôi đã cài cái chữ thầy đó. Cụ bấm rồi tôi chịu khó tôi làm, tôi đi bộ, tôi xách ra đó, đi ngang đó, tôi gọi cụ treo đó, cụ ra cụ lấy. Thầy biết xa lắm à. Hồ gần chưa tới hồ nước mà phải không? Không mấy ngày bạn trai đó. À đấy. Dạ. Lo quá rồi. Ok rồi đi. Rồi thôi đi đi. Có đem đồ trai về mà. Dạ đó rồi thôi đi. Rồi rồi. Đi đi bạn trai dạ. Đi cô trở lại liền ha. Dạ đi. Nhớ chứ để. À không được chờ đến trở lại. Có thể là không chạy đồ lặt nhặt đi rồi còn cái vali này kia để mà chiều tối lại lấy được không? Không bây giờ chạy lại đặng đi, chạy lên nhà trước đi rồi coi rồi chạy lên cái sát bên mà. Cụ leo đi, cụ ra xe lẹ đi. 2 giờ mới bắt khám bác sĩ mà. Đây ngày rằm cho tốt. Cái quế nhiều cái cọng non đó, nó không có sao. Trần thân nó lạnh, trần thân á, mấy bữa nó hổm lạc đó. Mai nóng rồi, mai 8 mấy độ rồi thầy. Dạ. Mai 8 mấy độ rồi. Mấy bữa lạc đó mà nó, tới giờ nó không ra rễ. Không đi, không ra rồi, tại ngâm chưa? Ngâm rồi, rồi bữa ráng mà đi mua cái ngò ôm á, mua thiệt là mắc, lần về đang trồng đó, mà tới giờ nó không ra rễ mà nó thúi nữa, nó lạnh vậy mà. Không, thầy để bên trong nhà chứ, thầy để ăn bếp á. Để ở ngoài á hả? Thì lạnh đâu nó cũng lạnh. Quên để vô cái ly đó, cái ly gặp cái ly sành á. À. Nó lạnh. Có lỡ rồi, đi mai trồng. Rồi hết rồi, mai nóng rồi. Tôi thấy thì cũng tội nhưng mà thôi mình tới đó hết duyên. Hết duyên rồi thấy. Thầy nói không thì chịu gánh không nổi đâu, nghiệp chúng sinh. Thì khổ gì đó, giờ cứ thương con. Thầy tùy nghĩ đó. Tùy là tốt rồi. Ừ. Đó. Hay lắm thầy ơi. Thôi đó, trước mặt ông đó, tôi nhận gì hết trơn, điện đài cũng nhận luôn. Để đi, cái nào lấy không hết thì để hồi tôi kéo vô cho. Rồi để đi Nguyên, lo đi đi, lo đi đi, tôi thấy rồi. Thì không có nhà cũng khổ không thấy không? Dạ, cụ đi. Vâng, bà đi. Nói chứ không có nhà thì khổ hả? Đời mà không có nhà thì đó, mấy người ta nói sống nhà sống cái nhà ba cái mồ ngay đây mà không ở được. Thầy thấy không, thì con chứ tưởng là bà cả đây là nhà bà rồi. Không phải, bây giờ tại kẹt rồi, cô khánh không có nhà ở với người bạn cũng không được rồi, nó ngay chắc là cũng phiền hà gì đó. Bà cổ than vợ bà Thiên, bà Thiên bắt kêu lên. Thì, nhưng mà bà này không chịu ở thôi, đừng nhắc cái bà đó nữa. Bà Thiên bà nhận cô này. Nhận cô này thôi. Vâng, chứ còn bà này cũng chịu luôn nhưng mà này không chịu. Thôi đừng nhắc nó, nhắc cái mạng đó. Nó thằng con mà nó kiếm chuyện à. Nó má nó tốt nhất cái thằng Giang. Làm như trên đời này có mình má nó tin đó vậy đó. Nhưng mà cũng cho nó xong cho khỏe, nãy tôi giặt hết đồ để quang qua cái chỗ nghỉ ngơi cũng mừng. Đó thì cũng may chứ, không có chỗ mừng, nó sắp sang rồi tuần tới, thay quần nó. Rồi dọn hết rồi nó đặng, còn xây cái hàng gạch đây nè. Đặng cho mấy cái cây hồng này nó mới lấy nữa, kệ chứ đặng cho đừng có cho cây tre nó nhảy ra thêm á. Cây tre nhảy ra thêm, sáng là đào hết mấy cái củ chuối qua bên kia trồng. Củ chuối nè. Cái củ chuối á, củ chuối của cây chuối á hả?
không, cái củ chuối cái giống như cái củ riền, củ rừng vậy đó. Đúng ra cái bà đó thì không có tội lỗi gì, tại cái lớn tuổi cũng cái nghiệp. Còn cái bà nổ này đó là nguyên do là cái bà nổ này là bà tự ái, là nói bà ôm mông đi đó, bà tự ái đó. Mà chính con nhỏ kia nó nói, mà hôm mà nó nói tôi nói bởi vì bà nói là con nhỏ kia, tôi nó giấu tên nhỏ đó, nói là nhỏ kia nó còn thiếu tiền bà. Rồi tôi mới bà Thiện nói nghe, sao nói nó thiếu mày hay gì, rồi đó ăn ngủ giờ có lấy tinh mà thì có chứ, là đó, đó vậy đó, lấy máu trắng thì có nữa, rồi giờ sống nhau nghiệp lực gì đâu. Không, vậy xong rồi đó, cho khỏe đi, cũng ở đâu đó, nó cũng mang cái nghiệp, cái nghiệp ở đâu rồi cộng vô. Thầy thấy vậy thôi, thầy thoải mái lắm. Bởi mình thấy mình không thương là chịu không nổi, mà thương thì nó vậy đó, mà thấy Thầy ông thấy hiểu như vậy đấy, được, có không được. Thì con nói thầy có cảm ơn mà không có cũng cảm ơn. không? Thầy chứ thoải mái như vậy thầy không cần cái gì cả. Thầy tự tại lắm thầy, như vậy thầy tự tại rồi. Đấy, bà kia làm sao rồi nữa? Bà kia ở với con được không nữa? Con chưa biết, nó mới sang ở mới mấy tuần, hai tuần trên thua gì đó. Bây giờ nó cầu cứu tới thì con rước nó lại, còn không thì thôi. Mừng cho nó điên như này. Con nói thầy thật tình mà đấy, đụng tới là khổ nhiều. Con nói thật thầy nghe như vậy, không đụng mà thôi chứ đụng tới là khổ nữa, phải lo nữa. Thì đúng rồi, thì cái gì cũng vậy, gọi là một mình đó là mình không xong rồi, mà thí dụ như thế gian ta nói vậy đó, mà mình giống mình gánh ai nổi, ý nói chuyện thế gian nó vậy đó, một mình là đã mệt rồi, mình gánh cho mình đã mệt, nhưng mà tại vì cái lòng từ của đạo Phật thì bây giờ người ta nói gặp người hoạn nạn giữa đường thì thương, nó giờ ví dụ gặp người vậy thì giờ mình làm sao. Cứ tôi cứ nhớ cái hình ảnh tôi trong những lúc mà nó khó khăn hồi qua đất Mỹ nè, trời nói thiệt ông, có những lúc mà dọn không biết dọn đi đâu, nghĩa là mình hồi hộp tới mức độ vậy á, ông cũng từng trải rồi ông biết rồi đó, trời ơi tới chừng mà thí dụ người ta muốn mình đi rồi cái đó, nó thiệt ông nhìn kỹ coi, mặt vắng mặt dài tính từng giờ từng khắc chứ đâu phải mà ấy đâu, đời nó vậy đó, đâu thấy không? Hồi thương á, tao nói thương á thì thương vội, lìa thì lìa xa, hồi mà tao rước mình về á thì thôi, người ta nói đôm nói đãi nói đủ thứ, mà tới chừng đụng tới cái quyền lợi hay cái nghiệp lực của họ rồi một cái á, họ muốn tống mình mà họ tống một cách dễ ghét lắm kìa, nó thiệt tôi trải vì vậy á, mà mình mới nghĩ lại, mình nếu như cuộc đời tôi nó có cơ hội, tôi nguyện vậy đó, thì mình trang rãi ra cái lòng mình đừng có như vậy. Thí dụ như bà cụ này nói cho bà đi tôi vẫn lưu luyến, tại vì đã nguyện vậy rồi. Bây giờ nghĩ là thấy cũng tội, bây giờ tới nhà người ta hỏi ông bây giờ á, ở xe cái phòng ở trên lầu thì lầu làm sao bà lên được, ở sofa làm sao bà bài, rồi bây giờ nhà tuổi vậy là làm sao mà bà muốn ở đây á, mỗi là tại sao nó như nó thiệt ra cũng vừa lo là vừa tình người mà cũng vừa sợ trái nữa, nó hai chuyện, vừa là lo cho người cũng là lo cho mình. Rồi bà đói hay gì bà xuống bà bắt bà nó trái bà quên nó khét nó trái bất tử bà già rồi mà đâu có nhớ, chứ bà bắt bà không biết cái sao nữa, thành ra đó lo cho người là lo cho mình chứ cũng không tốt lành gì đâu, cái này nói thiệt sợ nó trái. Rồi bây giờ ví dụ như cái lò microwave á thì nó hết mấy phút thì nó tắt được, còn cái lò nướng á bà bơm mà bấm cái mình không có chuyện gì nó cháy điện cái tùm lum nữa, thành ra nó thật à đó, cho nên vậy mà ở đây á, tôi nấu ngày ba bữa đàng hoàng không đúng giờ là tôi soạn sẵn rồi, là sợ nó vậy đó. Còn bây giờ đi ở nhà người ta, ông nghĩ nhà người ta thì bây giờ tôi không biết muốn bẩm, bởi vì cái bệnh tiểu đường á nó đói là phải ăn, ông để biết phải đúng không, thường thường cái tiểu đường á nặng là vậy đó, nhiều khi tối kia bà lục cục tôi hỏi gì đó bà chiều không ăn, cái tối nói sao vợ đói bụng đi lấy nuôi á, nuôi sẵn cái hộp đó rồi tôi phải làm chứ, giờ tôi đâu có dám tối rủ té mất tôi không giờ mà té mất tử quỷ đó, rồi sao tôi dám đi lên đi xuống nữa. Vì vậy mà thương người có nghĩa là thương mình đó, chứ cũng tốt lành gì. Thương là khổ đó, con nói tay nghe này, thương là khổ đó, mà không thương thì lỗ. Nhưng mà thôi, cái trách nhiệm làm người với nhau vậy.
thì mình giúp ai được cái gì thì đó, là cái đó là cái quan niệm như vậy, tùy thì thôi. Nếu người ta để ý cho mình giúp thì mình cảm ơn người ta, còn người ta không để cho mình giúp mình cũng cảm ơn người ta. Thấy trên đời này nhớ nó có ba, nó có ba thứ. Con người ở đời này có ba thứ: cao, quý và ngộ. Con người mà cao cả nhất là ở chỗ chữ nhẫn, con người mà quý giá nhất ở chỗ chữ thiện, mà con người mà ngộ ra được ở con người mà coi như là hơn thua nhau đó. Cái gì đó sao tôi nói là người mà hơn nhau nhất là ở chữ ngộ, cao cả nhất ở chữ nhẫn, quý giá nhất ở chữ thiện, mà hơn nhau nhất ở chỗ nhẫn ngộ. Đúng rồi, cái chữ nhẫn á nó không phải dễ nhẫn đâu, bởi vì cái chữ nhẫn á là cái con dao chữ đao nè, ở dưới là chữ tâm, mà chữ đao nó có thêm một cái ngấn nữa, thành ra chữ nhẫn. Mà chữ nhẫn nó ghép vô nó tới mười mấy danh từ nhẫn, nhẫn nhục rồi nhẫn gì đó. Con dao ở dưới là cái chữ tâm, con dao nó đâm vô tim mà nó có cái ngấn nữa. Ông nghĩ đâm vô tim đã là mệt rồi, mà nó có cái ngấn, nó có cái giống như con dao rỉ sét á, mà chịu đựng được thì mới gọi là nhẫn. Thành ra cao cả nhất ở chỗ chữ nhẫn. Nhẫn cho bản thân, nhẫn cho người, nhẫn mọi hoàn cảnh, không phải chuyện dễ nhẫn nói. Vậy cho nên vậy mới nói là cao cả nhất ở chữ nhẫn, mà quý giá nhất ở chữ thiện. Làm thiện không phải dễ làm, mở được lòng nhân không phải dễ mở. Ông nghĩ cái có thể mở một lần, hai lần, lần thứ ba khi tắt liệm là khi không chịu nổi, nhẫn nó đi liền, thiện nó không phải chịu nổi. Và hơn thua nhau nhất ở chữ chữ ngộ, có ba chữ đó, đó. Cao cả nhất ở chữ nhẫn, quý giá nhất ở chữ thiện, mà hơn nhau nhất ở chữ ngộ. Chữ thiện khác chữ tử không hả? Nó khác. Chữ thiện là lành, chữ thiện là lành, nó có hành động bên ngoài. Chữ thiện ví dụ nó đi làm từ thiện đó là nó, sao nó chữ từ thiện á, cái chữ từ là các bạn cái từ bi ở bên trong, từ bên trong nó xuất phát ra tới cái việc làm bên ngoài thì mới nó đi liền nhau chữ từ thiện. Từ là cái tấm lòng ở trong, còn là nó cái chữ từ nó mới bao gồm từ trong lẫn ngoài, mà chữ thiện thì thường á nó thể hiện bên ngoài, thể hiện cái sự yêu thương, sự săn sóc, sự giúp đỡ, sự đùm bọc, sự vỗ về. Thành ra chữ thiện là cái hành động thường đi bên ngoài, bởi vì nó còn đối đãi với cái chữ ác. Cái chữ nào mà nó trong cái tâm hồn mà nó gọi là bản thể thì nó không có sự đối đãi. Ví dụ như cái chữ giác ngộ, nó không có chữ gì đối đãi nó được hết. Chữ từ đối diện với cái chữ ích kỷ hả thầy? Nó không có đối diện gì, không có chữ gì sánh nó được hết trơn. Cái lòng từ nó cao cả quá rồi, nó giống như viên kim cương sáng chói, không có chữ nào sánh nó được. Nó mới nào thể hiện ở trong tâm hồn. Ông nhớ hai cái vậy đó. Cái gì bên ngoài nó phải có đối đãi nhau hết. Hiểu thiện đối đãi với ác, hơn nó đối đãi với thua, phải đối đãi với quấy, là tất cả những cái đó là điều nó dính từ cái phù trần căn với cái tịnh sắc căn. Còn nếu mà nói về bên trong không á thì nó không có đối đãi. Không có đối đãi với từ, không có chú đối đãi. Không có đối đãi. Biết rằng á là ngu si từ bi vậy thôi, cái nó không có dính đâu. Nói sao chứ nó không dính vô. Bởi vì nó cao tột rồi, sao nó đối đãi được. Ví dụ như cái chuyện nhân quả nó cũng không có đối đãi được luôn nha. Không có nó phi nhân quả được à. Nhân quả là nhân quả, nó đạt tới cái lý tánh tuyệt đối rồi. Cũng như cái đức từ bi á, là nó đạt tới một cái chỗ cao tột nhất thì đâu còn gì nữa đâu mà sánh nó được. Nó là bao trùm hết, nó là một cái sự sáng chói, nó là hòa quang rồi. Cái thế gian á, mình muốn làm một điều gì tốt mình phải chuẩn bị cái tinh thần, và chắc chắn phải có cái ma lực nó phá, không phải không? Mà cái ma lực phá thường á, nó phá không phải ma bên ngoài đâu,
là những người thân, những người xung quanh đó, ông muốn làm điều gì tốt cũng phải giấu. Ông làm mà không giấu là nó phá dữ lắm. Nó kỳ đây, đó. Đây, đây. Không biết cái nghiệp chúng sanh nó vậy đó, nó thử thách vậy đó. Cho nên vậy mà người xưa tôi nói làm tốt mà đừng có phe. Phe ra nó hết phước đức như vậy đó. Nhưng mà trước sau nó không lộ ra. Nó lộ chứ mà đừng có khoe, đừng có thể hiện. Mình không khoe như cái cô đi phát từ nguyện từ thiện ấy, làm từ thiện, làm thiện nguyện ấy, thì lương cả làng cả tổng người ta cũng biết đấy, dù cố không khoe nữa. Nói chứ mình thì kia ai biết thôi, kệ. Nếu ý nói vậy đó, thường thường có người làm chút mà la làng lên đúng xong á. Thế ra cái người mà ta làm thiệt á, ta không có quan trọng. Bởi ta đạt tới cái chỗ, cái tâm ta. Nó gọi là cho nên vậy mà ông... Người xưa hả? Ông Gia Cát Lượng, ông nói gì đó. Có người phải cần đạt cái chỗ chữ tỉnh á, chữ tỉnh á, tỉnh vô ngã đó. Hay gì trong nhà Phật thì gọi là chữ định á. Mà nhà nho gọi là chữ tỉnh hả? Sáng tôi học cái câu gì quên rồi, được cái tự nhiên câu gì quên. Sáng nào cũng phải ráng học về câu nhớ lại chứ thôi quên. Vâng, đúng rồi đây. Câu... Ôn hoài đây ơi. Mà đúng là xưa thời của Tam Quốc các ông đó, ông nào cũng có nói những câu hay nha. Tào Tháo cũng phát ngôn những câu rất hay nha. Lưu Bị cũng vậy, Gia Cát Lượng cũng vậy. Cho tới tất cả mấy ông nào cũng phát ngôn ra, người xưa tôi phát ngôn ra rất là hay. Ta phát ngôn mà gì đúng là nói gì nói chứ người ta ngày xưa người ta không có tu theo đạo Phật, nhưng mà giống như người ta luyện cái chữ tỉnh. Có những lúc tỉnh lại chứ ông Gia Cát Lượng mà ông không ngồi thiền định, ông không sao mà ông bài mưu bài kế vậy được. Thật sự ông đi câu cá này. Dạ. Ông tính ra đó, không phải là tôi nói vậy là tôi chê mấy thầy nghe, chứ có nhiều vị thầy tu chưa thiền định bằng cái đầu của Gia Cát Lượng à. Cát Lượng ông tuy rằng cái chuyện ông quá rồi. Đạo nào cũng biết hết, hầu như đạo nào cũng biết hết. Ông hay lắm đấy ơi. Có điều ông thì mà trời sinh là ông mới còn thua trời thôi. Ông định là một điều mà không có thành công ở đây đâu. Tôi sáng học cái câu gì mà lý hữu thì trung tư hữu, mà lý vô thì mạc cưỡng cầu. Mà lý hữu thì trung tư hữu là cái số con người mà nó có rồi đó thì trước sau nó cũng có. Đừng vội tranh giành gì hết trơn á. Còn mạng lý vô thì mạc cưỡng cầu. Cái mệnh mà nó cái mình là không rồi đó, không có rồi đó thì có cầu nguyện, cái gian sinh có tranh đoạt rồi cũng không có à. Châu đơn giản như thấm không? Nhưng mà con hôm nọ có lời con hỏi thầy đó. Bên ngoài đời người ta nói là mệnh số, nhưng mà tối đạo Phật người ta nói nghiệp lực. Thì cái nào thì là con cũng hỏi thầy đó là cái nghiệp có thay đổi được không? Đổi được, tôi nói được, nhưng mà đổi được không, nói về cái nghiệp mà nói về cái ý nghiệp á, cái còn thí dụ như cái thân cái khẩu thì nó chuyện bình thường. Đây đổi được hết chứ. Chứ được, được hết. Nhưng mà về cái vật chất thì đừng có đặt nó, bởi vì cái này nó không nằm vô cái vấn đề vật chất. Cũng là vật chất. Cũng là vật chất đó thầy. Cái thí dụ cái nghiệp thầy hồi xưa thầy bố thí nhiều lắm. Kiếp trước thầy bố thí, kiếp này thầy thoải mái tự nhiên, cơm của mang tới cho thầy nhưng mà thầy ngoài, thầy không làm thầy không ăn được nữa. Đó là cái nghiệp của thầy. Thì đó là cái nhân quả. Đó là cái nghiệp nhân quả là nghiệp đó khác. Ở ý tôi nghiệp mà vật chất ví dụ á. Tự nhiên ông đang nói tôi nghĩ cái gì tôi quên đi. Có nghĩa là bây giờ đã như cái lời của người xưa nói đó, mạng lý hữu thì chung tu hữu, có nghĩa là cái con người mà nó cái phần cái phước nó có rồi đó, không cầu nó dẫn tới. Đó, là phần cái phần của ta đấy, có phần không cần gì lo đó. Nhưng mà mạng lý vô thì mạc cưỡng cầu. Cái mạng số mà nó không có rồi, có cầu cỡ nào cũng vậy thôi. Thành ý nói vậy. Cho nên có những cái nó cũng không thay đổi được. Bởi vì nó, thí dụ như con người nó sanh ra trời, sanh vô, sanh cỏ, thế gian á, cái đời này nó cho mình hưởng bao nhiêu đó.
thì mình đừng có quá dung tay quá tráng, chứ không phải nó đổi được rồi cái mình đạp bằng sống dậy rồi mình làm bao nhiêu điều thiện á, mình làm đời này đâu phải đời này, có khi đời này chứ có hưởng đâu. Đúng, dạ, chưa chỗ. Ừ. Dạ, thì đúng rồi. Đó, cho nên ý tôi nói là chắc là vậy đó, đừng nghĩ ngay hiện đời. Bởi vì con người không phải một kiếp mà nó trường viễn kiếp, thì bây giờ thí dụ như hết đời này, hiện giờ chúng ta đang hưởng cái thành quả của cái việc làm từ trước á, cộng với một chút phước hiện tại thôi, chứ hiện tại chưa có hưởng hết đâu. Không, có thôi, có. Có nhưng mà chưa có hưởng hết. Không hưởng hết nổi, nhưng mà ít ra tại chỗ này, thí dụ con đừng thích cái người đó lắm, mà con về, con để không nghĩ cách báo thù, mà con nghĩ cách thôi bỏ đi, thì nó giận, nó nhẹ đầu nhìn lại thôi. Thì đúng rồi, đó là cái tâm thức, đó là cái tâm thức, chứ không phải cái tâm thức này nó cũng không dính vô nghiệp con, nữa nha. Nó sự thực là như vậy, tại vì nếu mà con biết ngày nào con đi qua nhà người họ để mà con kiếm cách con hại họ. Cái này cái tâm thức, cái tâm thức cái nó không dính vô cái nó không đặt vô cái đề nghiệp bên ngoài. Cái nghiệp bên ngoài là cái hành động nó khác nữa này, cái tâm thức mình nó thay đổi. Thì do cái tâm thức mình thay đổi thì cái nghiệp bên ngoài nó chuyển vậy thôi. Dạ, đó, thì cái thành nghiệp thực tế nó đổi thay. Thay vì con đi hàng ngày, con đi qua nhà người họ, giờ con đi nữa. Đó thì con đỡ được rồi, đỡ tiền xăng, đỡ tiền mệt nữa thầy, đỡ nhức đầu nữa. Đổi thay đổi. Nên con vợ con hỏi thầy đó, có đổi nghiệp được không? Đổi được, mà sẽ đổi được. Tùy mình nghĩ thì thôi. Thì đó chuyển á, tu là chuyển nghiệp, siêu âm thanh từ chứ cái cuốn sách là tu là chuyển nghiệp rồi. Đó, đúng rồi, này đúng rồi. Ok, rồi mình ghét ơn. Mình ghét ai đó, thật sự ra nó thiệt mình á, thế gian là mình ghét người như thể dung phân cho người á. Mình ghét người ta là mình đi cầu nguyện cho người ta đó, chứ không phải là mình ghét người ta là mình đi hại người ta đâu. Tại sao vậy? Bây giờ nó ghét người như thể dung phân cho người. Vâng, thì tại sao vậy? Tại sao lại dung phân? Người ta có cái phước hơn mình mà mình đi chưa ghét người ta là cái nghĩa là mình tự mình làm cho ta tăng trưởng cái phước. Hồi đó có Trời Để Thích, tôi kể không, trước kể câu chuyện đó, có cái con quỷ dạ so nó, bữa đó Trời Để Thích không có nhà đó. Nên nó lại nó leo lên cái ghế của vua trời nó ngồi. Không, tôi muốn tôi tại sáng quậy cho cà phê cho bà cụ lấy cái nước giảo tôi uống mà tôi quên nãy uống chưa. Cái nó leo lên cái ghế của Trời Để Thích nó ngồi. Thành ra mấy ông quan trời với mấy ông tướng trời tức quá. Và giờ nó leo lên nó ngồi và giờ không có cái lệnh của Trời Để Thích làm sao. Mà anh ông nào nó nguyền rủa nó, mày là con giả so, mày là con quỷ, mày là tại sao mày lại dám lại ngồi cái ghế của Trời Để Thích. Mà càng chửi bao nhiêu nó càng đẹp ra. Càng chửi bao nhiêu nó đẹp ra nghe, bị nó giả so nó lên được làm trời mà. Nó mày là con quỷ giả so mà tại sao mày dám leo lên đó ngồi, mày là thứ hôi dơ. Hả, chửi nó hôi dơ thì nó thơm ra. Mày là thứ xấu xí thì chửi nó xấu xí nó đẹp ra. Mày là thứ nanh vuốt thì cái nanh nó rớt ra. Nó càng ngày nó càng đẹp ra. Tới từ mấy ông này hết cách rồi, chạy đi cho người đi thỉnh Trời Để Thích về. Nói thưa Trời Để Thích là bây giờ có con quỷ dạ so bữa nay nó luyện cái phép gì mà nó lên trên cung trời mà nó dám ngồi cái lông của cái ghế lông ngai của ngài đó, cái ghế của ngài Trời Để Thích đó. Trời Để Thích nó vậy hả? Bị ông Trời Để Thích là ông được cái phước tướng mà ông được cái tâm nữa, tính Trời Để Thích ông nhiều cái chuyện lắm nghe. Ông mới về. Ông mới dẫn phanh tay đàng hoàng, ông nói dạ thưa ngài, hôm nay ngài đến nơi cung của tôi có chuyện chi vậy thưa ngài? Cứ nó lùng xuống chút, nó lùng xuống chút. Cái ông còn nói dạ thưa ngài, ngài có cần tôi giúp đỡ gì không? Ngài ngồi cái ghế đó, ngài có thấy im đẹp không? Cái nó mọc lông ra, cái nó quảng hồn. Rồi ngài có cần tôi dọn đũa ngà chén ngọc để mời ngài một bữa ngự thiện chứ. Nó làm vậy đó, nó quảng hồn, nó mọc nanh ra. Làm vậy thì cứ hạ khen nó bao nhiêu thì nó mọc nanh, mọc vuốt ra. Nó quảng hồn, nó co đuôi, nó chạy. Rồi tới thì nó mọc cái đuôi, nó chạy. Còn mấy ông kia cứ chửi nó không à. Chửi nó thì nó đẹp ra. Đó là cái câu chuyện có thật. Đó cho nên mới là ghét người như thể dung phân cho người đó. Nhiều khi mình nguyền rủa người ta nhưng mà mình dung cái phân cho người ta. Thí dụ như bản thân tôi đó, thiệt ra không thấy bản thân tôi là không quá Trời Để Thích, tôi không phải là con quỷ nhà xoa kìa. Nhưng thế tôi mà không nhờ người ta chửi tôi đâu có được cái phước vậy. Ông nhìn kỹ cũng may là giờ người ta chửi, mà càng chửi thì những người trí thức họ càng nghe cho nên vô tình á
quảng cáo. Cái nhiều người mà đi tới chùa mà đem mấy băng tôi giảng là mấy ông thầy đuổi ra khỏi chùa đó. Họ họ tất họ về còn tiền ra nữa. Thấy không? Đây có cô San Jose mà mới gửi cho 200 đồng đó. Con nói thầy nghĩ coi đó, con có một nhỏ bạn đó tên con Quýt Kỳ. Mà nó đệ tử của ông thầy Thái Long gì đó. Mà nó nói thấy không thấy ông thầy tương tai, ông thầy tới để tới đó, ông thầy đó là vô sòng bài tới để kia đó là tự nó đấy. Tao không khe mày. Ông nói đúng chánh pháp, tao nghe tao ngủ được, tao ăn được, tao thật tinh thần tao thoải mái, còn cái bản thân ổng gì tao không biết. Còn mày muốn theo ai mày theo, trên thế giới này tự do, vô tin về bà này mà con bấm cho nhiều người nghe hơn nữa. Mà tôi biết rồi, tôi nói tôi sợ á, tôi sợ tôi nói thôi, cô đừng có gửi tiền cho thầy, à, có một hai cô xin cái tài khoản cô gửi mà tôi đâu có cho. Tôi chưa có xứng đáng, tại vì cô thấy người ta còn cơ hiềm tôi thì cô chưa có trọn cái lòng tin nơi tôi. Thành ra thôi phục thời gian sao đi, mà không có mò tự động sao mà gửi được qua chứ hoàn toàn đâu nói trước tôi đâu, thấy không? Tôi đâu có cho, thật sự tôi không phải là cá tra đâu mà đụng ai tôi cũng đớp đâu. Cho nên tôi nói chừng nào nghe pháp tôi mà có an lạc, có hạnh phúc, mà loại trừ được cái bản ngã là một, loại trừ được cái phiền não và gọi là chọn lọc được á. Giống như Đức Phật nói cái con ngỗng đó, có một người đó họ pha nước với sữa mà con ngỗng nó có hai bên, nó có hai cái mép này nè. Nó đút cái mỏ nó vô cái nó phập mà nó làm sao mà nước nó lùa hai bên nó chỉ hút sữa không à. Còn giống như cái thường nó con vịt á, vịt nó cứ chuối đầu chuối bụng nó chuối cả ngày mà bóp có bao giờ con vịt nó ỉa cứ khô không? Mình nó ăn toàn tầm bậy tầm bạ không cho nên nó ỉa cứ chảy quanh năm suốt tháng không phải không? Còn con thiên nga từ trên cây đậu đó nó dòm xuống mé suối, nó thấy con cá từ trên nó xuống nó tóc cái phập cái nó dính con cá nó bóc lên à. Còn con vịt lội cá ngay ở dưới dũng. Thành ra có nhiều người nghe pháp tôi nói đó, muốn tìm vàng thì phải đẩy cát. Ông thầy thiện tài này không phải là thánh, ông chửi lung tung beng vậy đó, nhưng mà cái nào ông chửi gạt ra giống như con ngỗng mà nó uống sữa hay đó, nó xót cái mỏ vô cái nó tách ra giống như con thiên nga mà chạy xuống táp cái phập. Còn cái thứ ngu si đó là nó bắt đầu ông thầy này ông tu mà ông nói như vậy, ông thầy này đó là cái thứ ngu si vô trí, cái thứ cái não to mà óc bằng trái nho. Ok rồi xong đi. Để coi máy con.